Hôm qua, Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp Thanh tra huyện An Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm thi đua số 1 năm 2024, gồm 6 đơn vị, Thanh tra huyện Phú Tân, An Phú, Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn và thành phố Long Xuyên. Trong năm 2024, Thanh tra các huyện thành phố trong cụm đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm theo kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, theo quy định của pháp luật. Kết quả đã tổ chức thanh tra được 39 cuộc, qua đó phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 260 triệu đồng, xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 7 cá nhân. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các đơn vị đã phối hợp với ban tiếp công dân cung cấp, tiếp định kỳ và đột xuất 450 lượt, giải quyết 52 trên 52 đơn khiếu nại tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 thực hiện chấm điểm chéo kết quả xếp hạng về các mặt công tác chuyên môn. Qua kết quả đánh giá, Thanh tra huyện Phú Tân xếp hạng nhất với số điểm 970 điểm, Thanh tra thành phố Long Xuyên xếp hạng nhì với số điểm 960 điểm. Cũng tại hội nghị, các đại biểu giới thiệu và chọn đơn vị Thanh tra huyện An Phú là cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2025.